Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Phúc Photo. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể blend màu trắng hồng ở trong Photoshop. Cái cách blend màu này các bạn có thể sử dụng cho ảnh chụp cưới hoặc là ảnh chụp chân dung đều được. Rồi, nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, nút subscribe và nhấn nút chuông ở bên cạnh nút sub nữa để không bỏ lỡ những cái video mình ra trong tương lai nhé. Ở đầu video mình đã nói với anh em rồi, mình có show cho anh một vài cái demo và mình sẽ làm ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ chuyển một cái ảnh bình thường, một cái stock, chúng ta blend màu thành là màu trắng hồng ha. Tuy nhiên không phải là stock nào cũng thành màu trắng hồng được, bởi vì nếu các bạn đã từng coi cái những cái video khác của mình đó thì mình đều phân tích cho anh em cả. Tự nhiên em coi này xong cái không làm được thì lại trách mình ha. Thì đó là nếu như anh em muốn làm một cái ảnh trắng hồng thì đầu tiên là trong hình của anh em á, thì sẽ phải có cái màu trắng ha. Chắc chắn là phải có màu trắng để các bạn có thể hiển thị được cái màu hồng lên ha, để nó hiển thị cái gam màu hồng lên cái phần màu trắng đó. Ví dụ như là phần tường này, phần áo kiểu như thế ha. Đây thì mình có sử dụng stock của bạn Nguyễn Tuấn và bạn Tín Nguyễn, chủ yếu mình sẽ làm trên ảnh của bạn Tín Nguyễn nha, đa phần anh em đều muốn biết về ảnh cưới hết mà. Thì đây ví dụ stock của bạn Nguyễn Tuấn thì nó cũng tương tự như vậy, có rất là nhiều màu trắng ở đây là trên áo ha, còn đối với stock của bạn Tín Nguyễn thì nó sẽ là ở trên quần và đa phần là ở ngoại cảnh ha, đa phần là cái cảnh bên ngoài, background của cô dâu là phần màu trắng kiểu như thế ha. Đó là cái thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai đó là các bạn sẽ cần có một cái ảnh mà nó có cái độ contrast về ánh sáng tương đối thấp và vừa thôi, đừng contrast nhiều quá ha. Ví dụ đi, mình thấy nhiều anh em đi chụp chân dung, đặc biệt là chụp cưới thì chúng ta đánh cái flash rất là trực diện, đánh flash trực diện luôn và không có cái tản sáng gì cả, thành ra là ở trên mặt cô dâu sẽ hiển thị ra những cái phần bóng đổ rất là nhiều ha, hiển thị phần bóng đổ nhiều thì nó sẽ không phù hợp để anh em có thể làm cái tông màu này ha. Cái tông màu này nó sẽ yêu cầu một cái chuyện là nhìn tổng thể bức ảnh nó sẽ nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng từ cái màu cho tới cái contrast. Nhiều anh em để ý tới màu không mà chúng ta không quan tâm tới cái contrast. Contrast ở đây ý mình là cái gì, là những cái bóng đổ đó nha ha. Ví dụ như ở hình này các bạn có thể thấy là những cái phần bóng, ví dụ ở trên mặt cô dâu này, ở những cái phần góc cạnh này, nó chuyển biến rất là mượt và đa phần chúng ta không nhìn thấy cái bóng, gọi là bóng tối quá nhiều ha. Đa phần mình thấy có nhiều anh em đi chụp cưới như nãy mình có nói đó, là chúng ta sử dụng cái đánh flash mà chúng ta không có tản sáng đó, thì nó sẽ tạo ra một cái vệt, ví dụ như là cái vệt ở mũi đây, ví dụ như là các bạn coi trên camera của mình đi, các bạn sẽ thấy ở vùng này này đó, nó sẽ tạo ra một cái bóng kiểu như thế ha, kiểu như vậy ha, và nó sẽ cái vùng chuyển nó sẽ rất là mạnh ở đa phần đang là sáng này, cái tự nhiên chuyển sang đây nó có một cái bóng ở phần mũi này, xong rồi dưới phần hốc mắt này kiểu như thế, hoặc là phần dưới cằm kiểu như vậy ha, thì nó sẽ không phù hợp để anh em có thể làm cái chất màu này, bởi vì nó không có hợp cái vibe đại khái là cái cảm giác về cái màu đó ha. Chúng ta cần có cái sự nhẹ nhàng, cho nên nó sẽ cần nhẹ nhàng cả về contrast, về ánh sáng và về màu. Ok ha. Và tiếp theo nữa, cái lưu ý thứ ba, cái lưu ý cuối cùng thôi, đó là chúng ta có một cái ảnh raw ha, ảnh raw để các bạn có thể làm nó, gọi là điều chỉnh về ánh sáng và màu sắc nó mượt nhất có thể, chúng ta cần nó mượt ha. Rồi, ok, đơn giản như thế thôi, có một cái yêu cầu như vậy thôi. Nếu như anh em không có những cái stock như vậy, các bạn có thể tải cái stock của bạn Tín Nguyễn, mình có share cái link ở phía dưới phần description, phần mô tả video, hoặc là ở dưới phần comment ghim, cái comment mình ghim đó ha. Rồi, đơn giản như vậy thôi ha. Thật ra không đơn giản lắm, nhưng mà biết làm sao được, muốn làm cái màu này nó mượt á thì phải yêu cầu những cái đó ha. Thực ra còn cái mục số 4 mình muốn note đó là máy ảnh càng xịn thì càng tốt nữa cơ. Lý do là bởi vì máy ảnh càng xịn thì dynamic range nó càng cao ha, dynamic range càng cao thì nó càng mượt, đơn giản vậy thôi. Rồi, ở đây thì mình đang sử dụng một cái stock chụp ảnh từ máy ảnh là Nikon D750. Ở bên này thì nó sẽ là 5D Mark 3 Canon ha. Thì trường hợp anh em sử dụng Fuji thì mình hơi khó làm đó ha. Đa phần mình nghĩ cái màu trắng hồng này nó sẽ hợp với lại những cái máy ảnh mà nó cho cái color science, cái màu nó trung tính một chút, ví dụ như là Nikon rồi Canon hoặc Sony kiểu như vậy. Còn Fuji thì nó hơi kiểu đặc sắc quá, nó cũng khó làm ha. Rồi, ở đây thì mình làm đơn giản thôi. Đầu tiên cái bước của mình nó sẽ là chúng ta sẽ phải là color correction trước, sau đó chúng ta mới blend màu ha. Color correction là gì? Có nghĩa là làm cho bức ảnh này nhìn nó dễ nhìn nhất có thể ha. Contrast thì mình sẽ giảm chút xíu bởi vì đang contrast tương đối cao này, mình giảm xuống này nhìn nó nhẹ nhàng hơn. Mình muốn tổng thể cái bức ảnh này nó nhẹ nhàng cho nên là mình sẽ làm contrast tương đối thấp một chút. Highlight mình giảm, shadow mình sẽ tăng nhẹ lên, tăng nhẹ thôi, đừng tăng nhiều quá nó ảo lắm, đặc biệt là phần tóc á,
tăng cái shadow quá nhiều nó sẽ làm cho cái tóc nó bị bạc màu đi ha. Ở đây thì mình đang sử dụng là Camera Raw nha. Nếu các bạn nào chưa biết thì chúng ta chỉ cần mở cái hình trong các bạn vào menu File, Filter, chọn Camera Raw, hoặc là các bạn mở Photoshop và thả cái file RAW vô thì nó sẽ ra ha. Hoặc là các bạn làm bên Lightroom cũng được, Lightroom Classic đó nó cũng sẽ y chang ha. Rồi, mình quay lại chút xíu. Sorry các bạn hơi lan man tí nhưng mà không sao đâu ha. Rồi, White với Black thì mình sẽ không chỉnh quá nhiều. White thì các bạn có thể làm cho nó hơi chạm, các bạn để phía Internet này, và chúng ta tạo ra hơi một chút có cái phần điểm sáng và một chút ở phần điểm tối như thế này thôi. Rồi, là trước sau, trước sau. Contrast mình tăng nhẹ lên một chút xíu nữa đi ha. Rồi, như này đi. Rồi, Vibrant thì mình sẽ tăng lên. Vibrant đây là cái những cái màu mà nó gọi là những cái màu màu cấp 2, cấp 3 ha. Còn Saturation mình sẽ giảm nhẹ xuống để chúng ta có một cái màu những cái phần mà màu đỏ, màu xanh kiểu như vậy thì nó sẽ bị giảm đi ha. Nhưng mà Saturation mình giảm rất là ít thôi, kiểu không nó bị bạc màu ấy, nhìn nó buồn cười lắm ha. Rồi, như này. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ chỉnh về cái Optic ha, chỉnh về cái Chromatic Aberration là khử cái viền tím. Sau đó mình sẽ, các bạn có thể cân nhắc chuyện là bật hoặc là không bật cái Use Profile Correction. Đó là nếu như các bạn muốn bật cái Use Profile Correction này lên thì nó sẽ khử những cái lỗi của lens ha, khử lỗi của lens. Còn không, các bạn có thể tắt đi để chúng ta có một cái hiệu ứng gọi là tập trung vào mẫu, hơi tối góc một chút xíu đó. Tùy các bạn chọn như thế nào thôi ha. Như vậy thì mình cảm thấy cũng khá là ổn rồi. Detail thì mình có thể tăng nét này, tăng masking lên. Mình phải tăng masking, các bạn thể để phía Internet này, alt đó, các bạn sẽ thấy là phần tăng nét nó sẽ vào đâu. Nếu các bạn không tăng cái masking á thì nó sẽ như này này ha. Còn không thì các bạn sẽ phải tăng lên. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta tăng nét vào những khu vực màu trắng thôi. Khu vực màu trắng là chính là khu vực viền ha. Ở đây thì nếu như nó đóng gọn như này thì các bạn thể click vào đây nó mở rộng ra nha. Rồi, Noise Reduction thì mình không biết cái này có Noise không. ISO 250 thì mình nghĩ chắc không có Noise đâu, nhưng mà mình cứ tăng lên đi nhìn cho nó mượt ha. Đây là trước sau, ok ha. Rồi, tương tự như vậy thôi, mình đơn giản như vậy thôi ha. Bây giờ tới Curve. Ở Curve thì đây Contrast mình đang cảm thấy nó cũng chưa ổn lắm ha, cho nên thì mình sẽ tăng cái Highlight. Tăng Light lên một chút, Highlight tăng ít thôi. Đây. Rồi, Dark thì mình sẽ giảm nhẹ đi. Shadow, Dark. Tùy các bạn chỉnh coi như thế nào cho nó phù hợp nha. Tùy cái bức hình mà contrast của các bạn nó ok hay không. Rồi, như đây thì mình cảm thấy như thế này khá ổn ha. Khá ổn. Về phần highlight mình giảm nhẹ. Highlight giảm nhẹ đi. Rồi. Cái nguyên tắc của cái color correction như vậy là mình cảm thấy ok nha. Mình sẽ không có chỉnh lỗi của cái bức hình nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình blend màu ha. Basic shadow. Đây mình cảm giác nó hơi sáng quá. Ok, tầm này thôi, trước sau. Bây giờ thì mình sẽ qua tới cái bước là blend màu ha. Blend màu thì đây mình sẽ sử dụng cái công cụ là curve ha. Curve thì mình sẽ đa phần là mình chỉnh ở khu vực màu xanh ha. Lý do tại sao màu xanh? Cái nguyên tắc để mình tạo ra màu hồng này nó sẽ là đơn giản như sau này. Ở những cái tông chính ở trong white balance thì mình sẽ tăng cái temperature và tăng tint lên để nó ép màu đỏ ha. Tại sao tăng temperature, tăng tint ép màu đỏ? Đây các bạn cứ kéo hết cỡ các bạn sẽ thấy thôi. Nó sẽ đổi thành màu đỏ như thế này. Cho nên là mình sẽ ở cái ngưỡng gọi là ở cái ngưỡng đâu là ESOT đây. Rồi. Mình sẽ làm cho cái tông màu đỏ nó nằm ở white balance. Còn ở những khu vực khác, những cái khu vực chỉnh ở phía dưới này thì mình sẽ tăng phần màu xanh. Để sao? Để phần màu xanh đó với lại màu đỏ nó cộng lại nó sẽ thành ra màu hơi tím tím, và mình giảm nhẹ đi tí nó ra màu hồng ha. Ok ha. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Temperature thì ở đây mình sẽ tăng đẩy nhẹ lên một chút, đẩy nhẹ lên một chút tí thôi ha. Tint thì mình có thể tăng nhẹ lên. Rồi. Tiếp theo nữa mình xuống cái curve ha. Curve ở đây thì cái contrast ở đây mình thấy nó hơi cao cho nên mình sẽ giảm cái line xuống một tí ha. Giảm tí xíu thôi, đừng có nhiều quá. Rồi, ok. Ở đây phần curve màu xanh thì mình sẽ neo hai cái điểm này lại ha. Mình sẽ neo hai điểm này lại và mình tăng cái màu xanh ở khu vực highlight và khu vực shadow. Rồi, nó sẽ lên như thế này ha. Nó sẽ hơi bị đậm màu một chút xíu, các bạn không sao cả ha. Ở phần đậm màu như này rồi, các bạn sẽ qua phần Color Mixer. Ở phần Color Mixer này á, thì đây, mình về Hue trước đi ha. Về Hue á, thì cái Red này thì mình sẽ chuyển nó sang về phần màu hồng ha, ở khu vực màu đỏ. Phần
cái orange thì mình sẽ giữ nguyên ha. À, phần yellow thì mình sẽ giảm xuống một chút xíu, giảm xuống chút xíu thôi để cho nó hơi đưa cái phần màu vàng có ở trong bức hình á nó về cái màu cam một chút ha, ít thôi nha, đừng nhiều quá. Rồi green thì mình cũng sẽ đẩy nó về hơi phần màu vàng một tí ha. Còn màu xanh thì như hồi nãy rồi đó, mình sẽ chuyển nó sang cái màu xanh aqua ha. Blue thì mình cũng làm tương tự, mình sẽ tăng lên vừa vừa thôi, tăng nhiều quá nó kỳ. Purple thì ở đây mình sẽ giảm xuống ha, để cho những cái phần mà nếu như có màu tím ở trong hình thì nó sẽ chuyển sang cái màu xanh cho chúng ta ha. Rồi Magenta mình sẽ khỏi chỉnh ha. Rồi Saturation ở đây thì chúng ta sẽ giảm cái màu xuống, bởi vì nãy giờ mình làm tăng cái contrast lên khá là nhiều ha. Thì ở đây khu vực màu đỏ thì mình sẽ giảm vừa vừa thôi, đừng giảm nhiều quá. Giảm nhiều quá nó bị lờn cái phần màu đỏ đi, tại vì thông thường áo ngày cưới thì nó sẽ có phần màu đỏ. Cho nên là các bạn giảm ít ít thôi, giảm 5 7 gì đó thôi ha. Orange chúng ta sẽ giảm chừng mười mấy kiểu như vậy ha. Orange và yellow, yellow mình giảm nhiều nhất để cho cái màu nó mát hơn. Lý do là bởi vì cái yellow thì đa phần nó sẽ nằm ở trong cái chất màu da đó anh em. Cho nên là nếu như các bạn muốn làm cho cái màu da nó hồng hào á, các bạn sẽ giảm cái yellow ở trong cái saturation xuống để cho cái chất màu vàng nó giảm bớt đi ha. Và nó sẽ làm cho cái bức hình của chúng ta nó ok hơn. Nó làm cho phần màu da nó sáng sủa hơn ha. Rồi green thì ở trong hình này tương đối ít, nhưng mà mình cũng sẽ giảm xuống ha, để trường hợp như những cái bức hình kiểu như này thì màu xanh của chúng ta nó sẽ trở nên mát mắt hơn ha. Rồi aqua không chỉnh, blue thì mình sẽ giảm nhẹ xuống một chút đi, giảm nhẹ xuống một chút vì những cái phần mà cái này không phải là tăng cái màu xanh tổng thể nha, cái này là màu chi tiết ha. Cho nên những cái vật thể là màu xanh ở trong bức hình này thì nó sẽ giảm xuống ha. Thì mình sẽ giảm xuống chừng mười mấy đi ha, mười xanh thì mình sẽ giảm chừng 15 đi ha. Đây 17 cũng được chẳng sao hết. Magenta thì nó sẽ phần màu tím tím như này thì các bạn sẽ giảm nhiều cũng được, tùy bức hình mà các bạn có thể tăng giảm sao cho nó phù hợp nha. Purple mình tăng nhẹ, giảm nhẹ. Rồi thì sau khi xong chúng ta sẽ có chất màu kiểu như này ha. Rồi luminance thì chúng ta sẽ tăng sáng lên, nhưng mà ở đây á, phần tăng sáng mình nghĩ là không cần thiết nữa, bởi vì mình sẽ chỉnh màu lại ở trong curve và basic sau ha, nếu các bạn muốn. Rồi phần tăng sáng luminance thì mình sẽ chỉ tăng cái orange thôi. Lý do là bởi vì cái tăng orange này nó chính là tăng cái sáng da, tại vì màu 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 cam thì đa phần nó là tông của cái da ha, cho nên là nếu như các bạn muốn làm sáng da các bạn có thể tăng cái màu orange, yellow và red ha. Tuy nhiên ở đây thì phần màu red nó vào phần áo khá là nhiều, cho nên nếu mình tăng lên thì vô tình cái phần áo nó sẽ hơi nhạt đi một chút ha. Cho nên mình sẽ không có tăng ha. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ qua phần calibration ha. Calibration này nó sẽ hỗ trợ các bạn chỉnh tổng thể cái màu gọi là màu cấp 1, màu RGB red green blue. Cho nên là ở đây mình sẽ thay đổi cái red primary, mình sẽ đẩy nó sang màu cam một chút xíu ha, và saturation mình sẽ giảm đi ở phần red ha. Chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Rồi trước sau rồi ở đây các bạn sẽ thấy là cái contrast ta hơi cao thì các bạn có thể giảm xuống ha, giảm xuống exposure, highlight có thể giảm thêm, shadow các bạn có thể tăng. Trước sau ok ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ tăng cái temperature lên khoảng 6.000 mấy ha. Tin các bạn có thể tăng giảm sao cho nó phù hợp. Ở đây thì mình đang cảm thấy tầm tầm này khá ổn, tầm này khá ổn ha. Clarity mình sẽ giảm để cho nó hơi mờ ảo một chút xíu ha. Đi hay mình cũng giảm một chút xíu thôi, đừng nhiều quá. Clarity tầm này. Trước sau ở đây thì các bạn có thể thay đổi thêm ha. Contrast ở đây mình đang cảm thấy nó cũng chưa vừa ý lắm, chưa vị lắm, cho nên là các bạn có thể làm cho cái phần contrast adjust này. Mình sẽ thay đổi cái phần highlight này thì hơi nhiều, chúng ta có thể giảm bớt đi. Light hơi nhiều mình sẽ giảm bớt đi, giảm vừa thôi, đừng giảm quá ha. Highlight ở trên mình giảm bớt ở đây và mình tăng sáng tổng lên, đó kiểu như vậy. Trước sau ha. Ở đây các bạn có thể thấy nó hơi như thế nào thì có thể tùy chỉnh xuống nữa ha. Ví dụ contrast hơi ít thì mình sẽ tăng contrast lên tí, kiểu như vậy. Rồi phần màu da nếu các bạn cảm thấy chưa đủ thì các bạn có thể chỉnh thêm ha. Ở đây thì mình muốn cho nó hơi ám màu xanh lên một tí bởi vì nó vẫn còn hơi rực ha, thì mình sẽ sử dụng là color grading ha. Color grading thì mình sẽ đưa cái phần này chuyển sang màu xanh. Mình sẽ như mình nói rồi mà, mình sẽ chỉnh cái phần shadow và phần highlight là ám màu xanh nha. Hay shadow hay là ám màu xanh.
Đây mình cũng vậy, mình cũng sẽ chuyển sang màu xanh à, và ở bước này thì mình giữ phím shift này và mình chỉnh cái này lên một chút đó, cho nó ám màu xanh này. Bên này cũng vậy thôi, giữ phím shift và tăng lên một tí xíu, ít thôi nha, đừng nhiều quá. Rồi trước sau, trước sau, blending mình sẽ tăng lên nhìn cho nó mượt. Rồi trước sau này, trước sau này đó, các bạn sẽ thấy là cái phần shadow và highlight chúng ta đã bị ám một cái phần màu xanh. Cho nên nếu như ở đây các bạn cảm thấy nó đang bị lạnh quá thì các bạn thể tăng cái temperature lên một chút để cho nó phù hợp ha. Rồi đây là trước sau, trước sau. Theo mình thì như thế này đã gọi có thể gọi là trắng hồng rồi ha. Tùy theo các bạn có thể làm sao chỉnh, tùy chỉnh thêm cho nó phù hợp à, nhưng mà ở đây thì mình đang cảm thấy như này khá ok. Sau khi xong rồi thì bây giờ các bạn có thể synchronize qua những cái bức hình khác ha. Ví dụ ở đây mình sẽ chuyển qua cái hình của bạn Nguyễn Tuấn chẳng hạn như vậy. Mình click đây và chọn là synchronize. Ok. Rồi. Rồi các bạn có thể thấy là ở bức hình này thì nó sẽ hơi sáng, thì mình sẽ giảm xuống một chút xíu. Rồi với bức hình này thì white balance temperature mình sẽ tăng nhẹ lên một tí nữa cho nó phù hợp và nó nổi cái phần màu hồng lên hơn. Rồi đây là trước này, sau, trước sau, trước sau ha. Rồi sau khi xong rồi thì các bạn có thể chỉnh cái những bức hình này ở trong Photoshop, các bạn có thể retouch ra để cho nó mịn hơn kiểu như vậy và nó hoàn thiện cái bức hình, bởi vì nãy giờ chúng ta chỉ có blend màu thôi ha. Các bước blend màu bởi vì mình giải thích cho nên là nó hơi rông dài một tí, cho nên nếu như các bạn làm và các bạn cảm thấy nó chưa ổn thì các bạn có thể chỉnh thêm nha. Rồi ở đây thì mình sẽ sử dụng cái panel của mình luôn, các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái tool nào để các bạn chỉnh ra. Ở đây thì mình sử dụng cái panel Quick Retouch của mình ha. Panel Quick Retouch này thì mình có bán trên website hoặc là tặng kèm khi các bạn mua các combo preset bất kỳ nha. Ví dụ như là đây thì các bạn có thể làm ra tự động này, hoặc là tăng nét ảnh này. Mình sẽ làm cho nó tăng nét lên một chút xíu. Đó, đây là trước, sau, trước, sau ha, nét hơn. Rồi, da sáng hồng chắc không cần nữa, trắng răng. Rồi, bôi vào phần răng. Đơn giản như vậy thôi ha. Rồi giảm opacity đi tí, nhìn cho nó tự nhiên ha, ít thôi. Rồi lại gom lại, rồi mình sẽ sử dụng là da tự động, click cái để nó tự động nó retouch da cho mình ha, kiểu như vậy. Thời buổi công nghệ AI rồi thì nó cũng nhanh gọn thôi đúng không anh em? Chứ còn làm da kiểu thủ công thì không biết tới bao giờ mới xong. Cái tool này thì mình có làm da tự động hàng loạt nữa, cho nên là nếu như các bạn cần thì có thể sử dụng nha. Ở đây mình sẽ để giá trị là trung bình. Rồi sau đây là trước này, sau này, trước sau, sẽ đều hơn chút xíu ha. Rồi thì đơn giản như vậy thôi, các bạn có thể xóa rác rồi làm các thứ đồ thêm nữa nếu các bạn muốn ha. Hoặc là các bạn có thể tăng sáng và làm cho nó tăng màu hồng hơn bằng cách chúng ta có thể tăng temperature và tăng cái tint á. Ok, thì đó là toàn bộ video. Thì mình hy vọng là cái video này đã hỗ trợ được cho anh em ít nhiều thông tin về cái cách để chúng ta có thể blend màu ở trắng hồng được ha. Đơn giản như vậy thôi. Mình có những video khác ở phía dưới này nữa, các bạn có thể click vô để tham khảo nhé. Và nếu các bạn muốn mình làm về cái chủ đề gì ở trong cái buổi sau thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Ngoài ra thì trong buổi này thì mình sẽ give away cho anh em một chiếc thẻ nhớ Sony. Cái thể lệ thì đơn giản thôi ha, các bạn hãy comment ở phía dưới phần comment của video này, hãy comment bất kỳ một cái gì là các bạn, hoặc là ví dụ như là các bạn cảm thấy như thế nào về kênh của mình, các bạn cảm thấy như thế nào về video này, các bạn muốn mình làm về chủ đề gì trong video tiếp theo thì hãy comment ha. Mình sẽ bốc thăm ngẫu nhiên sau 5 ngày ha, sau 5 ngày post cái video này lên mình sẽ bốc thăm và comment thông báo luôn nếu bốc thăm ở trên fanpage của mình ha, và comment thông báo cho các bạn nếu các bạn trúng giải ở trong cái comment của YouTube này luôn. Ok ha. Bye bye nha, mình là Phúc, còn Phúc Photo, chúc anh em vui. Bye bye.